Minh Nhí là một nghệ sĩ hài, có lẽ vì vậy mà cuộc đời anh tràn ngập tiếng cười. Thế nhưng, xen lẫn trong đó còn là những giọt nước mắt đầy tủi nhục. Đi qua những cay đắng của thị phi, anh lắng lại trong một góc riêng tĩnh lặng của mình. Minh Nhí bắt đầu nổi danh từ khoảng đầu thập niên 1990 qua vai trò nghệ sĩ hài. Đến khoảng đầu thập niên 2000, anh được xếp vào hàng danh hài hàng đầu Việt Nam. Vị trí của Minh Nhí trong làng showbiz Việt quan trọng thế nào có thể nhìn qua lượng khách đến tham dự tiệc sinh nhật của anh tại nhà hàng Miss Sài Gòn nổi tiếng. Minh Nhí nhớ lại, lúc đó ngoài khán giả hâm mộ, tôi còn được anh em đồng nghiệp quý mến. Sinh nhật của tôi tổ chức như một đám cưới với hơn 50 bàn, bạn bè tham dự đông đủ. Vòng hoa chúc mừng nhiều đến mức tôi chất đầy sân nhà và phải thuê xe chở sang nhà bạn bè. Không chỉ nổi tiếng trên sân khấu hài, anh còn có nhiều vai diễn ấn tượng tại sân khấu IDCAP. Ngoài ra, anh còn là một giảng viên của trường nghệ thuật sân khấu 2 thành phố Hồ Chí Minh. Danh tiếng và quyền lực nhất định trong làng giải trí thúc đẩy Minh Nhí ý định xây dựng một sân khấu riêng của mình. Lúc này, anh em nghệ sĩ nhiều thế hệ tụ họp xung quanh anh đầy thương mến. Rất tiếc là vì sự nóng vội và thiếu kinh nghiệm ứng xử trong cuộc sống, sân khấu anh bị đóng cửa. Toàn bộ số tiền hơn 500 triệu đồng của hơn 10 năm trước tan thành mây khói. Đó là một số tiền rất lớn. Buồn bã và hụt hẫng, Minh Nhí sang Mỹ với một ý định tìm quên nỗi buồn và thay đổi không gian biểu diễn. Tại Mỹ, anh vẫn tham gia diễn hài phục vụ cộng đồng người Việt. Thời gian đầu, anh rất đắt show, nhưng vì những lý do riêng, anh đã quyết định trở về Việt Nam. Đó là khoảng thời gian năm 2005-2006. Chuyến trở về này có thể ví như hành trình trở lại đầy tủi nhục của Minh Nhí. Anh bị cấm biểu diễn một thời gian khá dài, đồng thời bị trường nghệ thuật sân khấu thành phố Hồ Chí Minh cắt hợp đồng vì tự ý ngưng việc. Minh Nhí chấp nhận hình phạt, tuy nhiên anh rất buồn vì tình đời. Khi anh còn đang ở đỉnh cao danh vọng, nhiều anh em nghệ sĩ chạy đến hồ hởi với anh. Đến lúc anh thất thế, nhiều người quay lưng cắt đứt quan hệ. Thậm chí anh gọi điện họ không buồn trả lời. Để hòa nhập trở lại với đời sống sân khấu, anh phải nhường nhịn cho yên thân. Nhiều người phán xét Minh Nhí là một kẻ hèn. Tình đời khiến Minh Nhí cay đắng và nén nước mắt vào lòng. Mặc dù có nhiều người không muốn dính dáng với Minh Nhí vì sợ phiền phức hoặc vì ngày xưa muốn ghét anh, nhưng vì cần đến anh buộc phải tỏ ra thân thiện, anh vẫn còn đó những người bạn. Trong lúc Minh Nhí chơi vơi lạc lõng, không biết phải bám víu vào đâu, thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân tìm đến anh. Chị đã tìm cách xin phép cho Minh Nhí trở lại sân khấu. Cuối cùng, sau nhiều nỗ lực từ hai phía, Minh Nhí bám trụ lại sân khấu Hồng Vân. Một cách âm thầm và lặng lẽ, Minh Nhí dần khôi phục hình ảnh của mình. Khá nhanh chóng, cái tên Minh Nhí tưởng chừng đã trở thành dĩ vãng, được nhen nhóm trở lại trong tâm trí công chúng. Anh tham gia một loạt phim truyền hình và vai diễn nào cũng duyên dáng, khiến khán giả yêu thích. Tại sân khấu Hồng Vân, cái duyên của Minh Nhí hợp cùng nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, anh Vũ cùng nhiều nghệ sĩ trẻ thổi một không khí vui nhộn vào các vở diễn. Theo thời gian, Minh Nhí mở rộng không gian hoạt động của mình hơn. Tưởng chừng cái tuổi U50 đã tiễn đưa Minh Nhí về bên kia sườn dốc của sự nghiệp, thì ngược lại, anh xuất hiện dày đặc trong các chương trình hài truyền hình, game show truyền hình. Minh Nhí đã thực sự hồi sinh. Nói về những ân tình nghệ sĩ, anh thổ lộ: nhờ đi qua hoàn cảnh khó khăn mà tôi biết được ai thực sự yêu thương mình. Hồng Vân là một người bạn mà tôi trân quý và biết ơn. Chị đã động viên tôi rất nhiều để tôi đủ tự tin làm lại hành trình nghệ thuật tưởng chừng dang dở. Không chỉ được không gian nghệ thuật rộng lớn để tung hoành, tại sân khấu Hồng Vân, Minh Nhí còn có cơ hội trở lại với nghề truyền thụ nghệ thuật. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân mở lò đào tạo diễn viên và chị nhờ Minh Nhí giữ vai trò giám đốc điều hành. Anh nhận nhiệm vụ giảng dạy môn kỹ thuật diễn xuất và mời nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu phụ trách môn tiếng nói sân khấu. Minh Nhí và Hữu Châu đã dốc hết tâm huyết để đào tạo lứa học trò nhỏ ham mê nghệ thuật. Đối với Minh Nhí, các bạn trẻ theo anh học nghề không chỉ là học trò mà còn là những đứa con. Anh dạy cho họ cách đối nhân xử thế. Nhờ vậy mà các bạn luôn biết kính trên nhường dưới, kiên nhẫn học nghề chứ không vội vàng chạy theo hào quang danh vọng. Minh Nhí là người có một cái duyên làm thầy thiên bẩm. Thời anh còn làm giảng viên tại trường nghệ thuật sân khấu 2 thành phố Hồ Chí Minh, anh đã góp sức tạo ra những ngôi sao như Việt Hương, Cao Minh Đạt, Hạnh Thúy, Tiết Cương, Thúy Nga, Thu Trang. Ở thời điểm này, ngoài việc giảng dạy cho các bạn, anh còn quan tâm đến cuộc sống đời thường của họ. Nhiều bạn sinh viên nghèo, cuối tháng hết tiền, Minh Nhí sẵn sàng móc hầu bao chia sẻ học trò. Cái tình này khiến anh được sinh viên yêu quý.
Tình cảm này đã được các bạn đền đáp trong nhiều tình huống khác nhau. Hồi giữa tháng 7 năm 2016, Minh Nhí xây dựng căn nhà mới. Vào ngày chuẩn bị trang trí nội thất, danh hài Việt Hương tặng 100 triệu đồng tiền mặt gọi là tiền cúng tổ. Nhiều bạn sinh viên khác cũng tặng thầy nhiều món quà. Tấm lòng của học trò khiến thầy Minh Nhí cảm động. Sau mỗi đêm diễn trở về nhà, dù đã rất khuya, anh vẫn lang thang 4 tầng nhà để nhìn ngắm những món quà mà học trò mang đến mừng tân gia nhà thầy. Một điều khiến Minh Nhí hạnh phúc hơn nữa là sự trưởng thành của lứa học trò trẻ của Lò Hồng Vân. Giờ đây, những cái tên mà 2 năm trước còn vô danh như Bá Đức, Tuấn Dũng, Xuân Nghị, Thanh Phong, Lạc Hoàng Long, Minh Phúc đã trở nên quen thuộc với khán giả. Các học trò của anh phủ kín sóng truyền hình qua các cuộc thi hài như Cười Xuyên Việt, Đấu Trường Tiếu Lâm, Làng Hài Mở Hội. May mắn là cái duyên của họ đã chiếm được tình cảm của khán giả truyền hình. Thành công của họ chính là niềm vui của Minh Nhí, nhưng đó đồng thời là nỗi lo của anh. Anh sợ rằng các bạn tự mãn vì sớm đạt được sự nổi tiếng. Anh thường nói với họ rằng, ngày xưa thầy từng là ngôi sao hàng đầu, nhưng chỉ vì một vấp ngã mà từng chừng sự nghiệp đã tiêu tan. Các con hãy nhìn vào cuộc đời thầy mà luôn bình tĩnh, khiêm tốn và cống hiến cho nghệ thuật bằng niềm đam mê cháy bỏng nhất. Sau khoảng tối của sự nghiệp, giờ đây cuộc đời Minh Nhí đã trở về trạng thái bình yên. Anh vẫn miệt mài chạy show, vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật. Nhưng có một điều đã thay đổi là anh không còn thích trốn đông người đầy thị phi. Sau giờ làm, anh không còn hẹn hò bù vú nơi quán xá mà chỉ thích trú ẩn trong ngôi nhà ấm áp. Bạn bè và học trò muốn gặp anh thì hẹn nhau tại sân khấu hoặc tại nhà riêng của anh. Mỗi khi chứng kiến điều trái khoáy, anh cũng không còn phản ứng gay gắt mà bình tĩnh sẻ chia, góp ý. Khi nghe Minh Nhí nói về nghề diễn, nhìn ánh mắt long lanh của anh khi kể về học trò, người đối diện cảm nhận được anh đang rất hạnh phúc trong khoảng sau cuộc đời người nghệ sĩ.